trung tâm của cái khu mua sắm thì có một cái chỗ mà dành cho tất cả mọi người có thể ngồi ở đây. Đây có nhiều cái ghế này, mọi người có thể ngồi đây ăn uống hay là ngồi nói chuyện. Còn thứ bảy chủ nhật thì ở đây các bạn có thể thấy biểu diễn, và biểu diễn rất là nhiều các tiết mục như là thiếu nhi, rồi biểu diễn các tiết mục quảng cáo nữa này.